Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Đây là một cây bưởi diễn cổ thụ. Phải nói là cái bưởi này thì nhìn thì không một cây cảnh nào ở đằng trước sân nhà mà đẹp bằng cây bưởi này. Cây bưởi này năm nay có khoảng 500 quả, hơn 500 quả cây này. Này quá sai luôn, sai mà gốc nó to cổ thụ luôn. Đây để quay gần cho bà con xem ở trong. Tán nó như một cái ô luôn đấy. Kinh khủng. Nhưng cái bưởi diễn này thì không có một cái cây cảnh nào tiền tỷ mà đẹp hơn cây này. Cây cảnh thì không ăn được, nhưng cây bưởi diễn này thì vừa làm cảnh vừa ăn được. Kinh khủng luôn. Nó xài dã man luôn, xài tứ gốc lên đấy ngọn luôn. Kinh khủng. Này quay chậm chậm để cho bà con xem. Cây này mà đến cuối tháng 10 âm lịch mà nó mới bắt đầu chín vàng lên thì nhìn thì quá khủng khiếp luôn. Quá khủng khiếp luôn. Đây là cây này. Cây này trồng ở trong giữa sân nhà luôn, gốc đây. Bà con nhìn gốc của nó cằn cỗi mà già nua như thế này. Kinh khủng luôn. Nó đã rêu phong hết rồi. Kinh khủng luôn. Cái này phải hơn 500 quả chứ không phải 500 quả. Sai kinh khủng. Cảnh dã man. Ai mà có một vài cây này trong sân rộng thì vô địch. Cây này mà chín vàng lên thì nhìn thì nó còn đẹp nữa. Kinh khủng. Cây bưởi này mà làm mà chăm sóc tốt mà bán 50.000 một quả thì mấy chục triệu cây này. Mỗi năm có mấy chục triệu. Kinh khủng, một cây này nó bằng 7-8 cây người khác. Dã man này, quay xa cho bà con xem. Ở đây sân chật không thể quay được hết. Không thể có chỗ đứng để mà quay. Nhưng mà quay xa hơn một chút đây. Hết chỗ để quay cả cây. Chật quá. Nhưng đây bà con có thể hình dung. Kinh khủng này.